Giới thiệu FNDEX, nên là một sàn giao dịch phi tập trung được gọi là ngân hàng BNX là một sàn giao dịch tiền điện tử được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch của giao dịch. Các hoạt động giao dịch được thực hiện theo cách phi tập trung và các nhà giao dịch kiểm soát và quản lý quỹ và tài sản của họ thông qua các khóa truyền của họ. Theo hệ thống giao dịch này, danh tính của nhà giao dịch được giữ bí mật trong khi dịch vụ trung gian hoàn toàn bị bỏ qua nhiệm vụ của nền tảng trao đổi tiền điện tử bnxfinex là mở cửa thị trường tiền điện tử cho mọi người với nhiều sản phẩm và dịch vụ thú vị là một công ty đáng tin cậy chúng tôi khuyến khích áp dụng blockchain và cung cấp một cách an toàn và dễ dàng để tham gia vào tương lai của thị trường tài chính nền tảng blockchain BNX Tô gần tất cả đều được khắc với một loạt các tính năng độc đáo giúp nó trở nên nổi bật đối với người dùng và các nhà giao dịch tiền điện tử, kỹ thuật số, phân tử, kỹ thuật số, vân vân. BNXF là một sàn giao dịch phi tập trung nâng cao theo bốn khía cạnh chính. 1. Khả năng sử dụng 2. An toàn 3. Rõ 4. giá nền tảng trao đổi bnxfinex nhanh hơn và các phương thức gửi và rút tiền dễ dàng hơn đặc biệt là ở các nước đang phát triển nhu cầu vốn có đối với các dịch vụ gửi và rút tiền dễ dàng sử dụng bnxcoin được hỗ trợ bởi blockchain và kết hợp giữa tiền gửi địa phương và hệ thống thanh toán thông minh khác việc gửi và rút tiền chưa bao giờ dễ dàng hơn thế nó an toàn bảo mật có thể truy xuất nguồn gốc và hoàn toàn minh bạch Dự án tiền xu trao đổi BNXFINX, nền tảng và trang web được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, và nền tảng sẽ luôn sẵn sàng 100% thời gian để đáp ứng nhu cầu của bạn. Không có văn bản thay thế nào được cung cấp cho hình ảnh này. BNXFINX, nghe luôn cố gắng trở thành nhà môi giới giao dịch tốt nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Mục tiêu của Finne rất cụ thể là cung cấp cho bạn trải nghiệm toàn cầu vô giá kết hợp với những hiểu biết độc đáo từ các chuyên gia hàng đầu. Finder com hứa hẹn sẽ không ngừng đổi mới, tiến bộ và hỗ trợ. Nhóm Finne hiểu rằng danh tiếng là điều quan trọng hàng đầu đối với một công ty khi nói đến môi giới tài chính. Đó là động lực thúc đẩy Finne phát triển một môi trường giao dịch thoải mái nhất cho mọi khách hàng, không phân biệt cá nhân hay tổ chức. Findeed mang đến cho nhà đầu tư một nền tảng giao dịch thân thiện và dễ sử dụng với nhiều loại sản phẩm được Findeed lập trình trên nhiều thiết bị giúp khách hàng giao dịch mọi lúc, mọi nơi. Các chuyên gia làm việc với Findeed đều am hiểu thị trường, tâm lý khách hàng với sứ mệnh đưa sản phẩm của Findeed đến hơn 100 quốc gia trên thế giới. Trao đổi có một đội ngũ hỗ trợ mạnh mẽ với một lượng lớn khách hàng trên khắp thế giới. Đến với FINE, người dùng sẽ được tận hưởng các phương thức thanh toán đơn giản và tiện lợi, mang đến môi trường đầu tư cho mọi khách hàng. Từ người mới bắt đầu giao dịch đầu tư cho đến những người chơi có kinh nghiệm, sự ổn định là một lý do khác để đối tác tin tưởng rằng trong quá trình hoạt động và mở rộng FINE luôn gắn mình với giá trị khách hàng. Thị trường giao dịch BNXFINEX tổng cung để tiết kiệm 3 triệu, lượng cung còn lại. 2 triệu 586.144 Khối còn lại 13 Giá khởi điểm 1.1 Mục tiêu 3 triệu BNX chuyển đến khối tiếp theo 186.144 Không có văn bản thay thế nào được cung cấp cho hình ảnh này Mã thông báo BNX Mã thông báo BNX được phát triển dựa trên tiêu chuẩn ERC-20 thuộc mạng Ethereum Tên mã thông báo BNX Token ký hiệu, BNX, tổng khối lượng, 12 triệu, mã thông báo BNX sẽ được phân phối cho một người theo dõi. Tiếp thị, 2 triệu, tiết kiệm, 3 triệu, quỹ cộng đồng, 3 triệu, quỹ thành lập, 4 triệu, không có văn bản thay thế nào được cung cấp cho hình ảnh này. Phần kết luận, BNXF là hệ sinh thái đầu tư hoàn chỉnh nhất đang hoạt động trong khối. Là một trong những nền tảng đầu tiên được sản xuất công ty muốn nhận ra và giúp các nhà đầu tư quan tâm hơn đến những yếu kém kinh tế mà nhiều người trên thế giới đang phải gánh chịu trong khái niệm hợp tác lẫn nhau như một khoản đầu tư có thể được trao đổi với những người dùng đã đăng ký chuỗi khối